Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, chư thiện nam tín nữ gần xa, chúng con kính nghe rằng ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn một trả chưa xong. Với tinh thần tri ân báo ân thầy tổ, sáng ngày 27 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 27 tháng 4 năm Nhâm Dần, tại Tổ đình Viên Ngộ Ninh An, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, toàn thể bốn chúng đệ tử của môn phong Viên Ngộ trang nghiêm tổ chức lễ cúng dường trai tăng lễ quý kỵ 50 năm Tổ sư Thích Viên Nhân khai sơn Tổ đình Viên Ngộ, ngõ hầu báo đáp ân đức hiện tiền tăng già, nối tiếp hạnh nguyện bậc tôn sư làm tròn hiếu tâm hiếu đạo. Thể theo chương trình đã ấn định, vào lúc 10:30, ban cung nghinh đã dâng lời tác bạch, cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm quang lâm lễ đài chứng minh cho pháp sự. Toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử, chúng ta giữ tam nghiệp thanh tịnh, đứng trang nghiêm chắp tay hướng vọng về chư tôn thiền đức tăng ni. Quý ngài đang từng bước chánh niệm trang nghiêm trong bước đi thiền vị quang lâm về trai đường. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập pháp giải thoát làm an lạc cuộc đời. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, sư tổ của chúng con, trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Thượng Viên Hạ Nhân, cách đây 50 năm đã mãn duyên cõi ta bà, tây quy vào ngày 27 tháng 4 âm lịch năm 1972. Năm nay vừa tròn 50 năm chẳng, tổ đã ra đi, thầy của chúng con cũng vừa vắng bóng. Giờ này trong không khí của buổi lễ thanh tịnh tưởng niệm 50 năm tổ sư khai sơn tịch diệt, chúng con thiết lễ trai tăng dâng lên cúng dường tam bảo, lịch đại tổ sư và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng. Đồng thời ngõ hầu dựa vào những công đức nhỏ bé này, chúng con muốn thực hiện một chút nào đó lòng báo ân để dâng lên sư tổ, chư bậc tôn sư và báo tứ trọng ân trong muôn một. Đàn tràng đã trang nghiêm, quý ngài đã vì tình thương mà tề tựu, chúng con cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa tùy theo hạ lạp phân ban an lập tại vị trí ở bàn chính giữa và dãy bàn bên phải từ phía ngoài nhìn vào. Xin quý chư tăng đại đức hoan hỷ tiến thẳng lên phía trước. Cung thỉnh đại tăng cử hành xớt bát, triển bát cúng dường. Và tiếp theo, sau khi ổn định đạo tràng, kính mời chư tôn đức trong tông môn vân tập trước kim đài để thực hiện nghi lễ tác bạch cúng dường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đại đức tăng ni nhị bộ, hàng môn đồ đệ tử môn phong tổ đình Viên Ngộ, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư vị tổ sư qua các thời kỳ. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức nhị bộ tăng già chứng minh, đệ tử chúng con toàn thể tông môn tổ đình Viên Ngộ xin cung kính đảnh lễ hiện tiền đại tăng, xin dâng lời tác bạch. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Kính bạch chư tôn túc trưởng lão hòa thượng chứng minh. Kính bạch hiện tiền chư tôn tịnh đức nhị bộ tăng già. Hoằng pháp qua bao độ, trung phần đến cao nguyên, nhiếp hóa mọi cơ duyên, sai sáng tông Viên Ngộ. Sư tổ chúng con đạo hiệu Thượng Viên Hạ Nhân, khai sơn tổ đình Viên Ngộ Ninh Hòa, đã thị hiện hành tung đấng điều ngự tử giữa chốn nhân gian. Tuy chỉ đến với thế gian tròn 50 năm biểu hiện, nhưng Ngài đã dành trọn cuộc đời cho việc hoằng pháp độ sanh. Trên tay một chiếc cặp táp với hai bộ áo nâu sồng, vân du đây đó thực hiện các công tác Phật sự do giáo hội tăng sai. Cách đây cũng tròn 50 năm chẳng, sư tổ đã mạn duyên chúng ta bà Hạnh Phổ Hiền Viên Dung, Ngài từ giả thế giới hệ kham nhẫn để trở về cảnh giới chân như bất diệt, để lại kho tàng pháp hành bất tận, một dấu tích rạng rỡ cho hậu côn tứ chúng, để chúng con hôm nay được cảm nhận nguồn pháp nhũ vô biên từ sư tổ, từ các đấng ân sư, và pháp mạch ấy tiếp tục lan tỏa trong hàng môn chúng huynh đệ của chúng con. Kính bái bạch quý Ngài chứng minh, chúng con hiểu rằng muôn pháp chưa từng sanh, muôn pháp chưa từng diệt, sanh diệt chỉ là huyễn tướng giả danh. Tuy biết vậy, nhưng sư tổ chúng con sớm vào niết bàn vô tung, các bậc thầy của chúng con cũng lần lượt rời bỏ chúng con để vào trong khung cảnh tịch lạc vô thanh, hình hài như mây như khói. Chúng con nhìn quanh quốc, chợt thấy trống vắng vô cùng. Trên đầu mình không thấy ai người che chở, trước mặt mình thiếu vắng nụ cười hiền của các bậc thầy. Cũng vùng trời này, cũng không gian này, sao mà lạnh lẽo, sao mà trống vắng đến vậy? Tuy nhiên, nhờ phước trạch của tổ và chư tôn sư để lại, chúng con nương vào tình thương và sự bảo hộ của tăng già, tiếp tục dấn bước trên con đường mà tổ thầy đã mở ra, thực hiện tiếp sứ mệnh mà tổ và thầy đã truyền trao. Từ trong cảnh ngộ ấy, chúng con phần nào ấm lại cõi lòng, nhận ra pháp âm và tôn dung sư tổ quý thầy vẫn còn đó. Sự biểu hiện giới thể và tuệ căn của tổ thầy trao truyền cho chúng con vẫn còn nguyên vẹn. Hôm nay tròn 50 năm sư tổ viên tịch, chúng con thành tâm kiến lập trai đàn thượng thù hồng ân Phật tổ hạ tế thập loại hàm sinh, xin hướng vọng lòng thành lên giác lên sư tổ, chư vị tôn sư tại tổ đình Viên Ngộ, lịch đại tổ sư từ tổ đình Báo Ân, tổ đình Từ Hiếu, tổ đình Liễu Quán, chư tổ dòng Lâm Tế, liệt vị thánh tổ Thiền Tông truyền thừa từ tôn giả Maha Ca Diếp. Và hiện tiền chúng con xin nhất tâm khẩn thỉnh chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn đức nhị bộ đại tăng,
thương xót chứng minh cho chúng con được dâng lên bát cơm thanh tịnh, trang hòa trình pháp lự của tôn sư của chúng con đối với quý ngài, ấp ủ lòng thành kính biết ơn của hậu bối chúng con đối với lòng bi mẫn chở che của quý ngài, ngưỡng mong trên tam bảo lịch đại tổ sư và hiện tiền chư tôn đức thùy từ mẫn nạp, đồng thời chú nguyện cho thập loại hàm sinh các hương hồn vất vưởng nương theo pháp lực trai đàn mà thoát hóa siêu thăng. Chúng con nhất tâm cầu nguyện cho đạo pháp xương binh tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu, thập phương đàn Việt quả mãn công viên các tường như sở nguyện. Trong giờ phút trang nghiêm, trai nghi thanh tịnh, tiệc pháp kính bày, chúng con thành kính dâng lên cúng dường với tất cả tâm nguyện mà chúng con đã bộc bạch lên chư tôn đức. Nguyện cầu quý ngài xót thương chứng minh nạp thọ để cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút trang nghiêm sâu lắng đạo tình của đàn con đàn cháu tông môn Viên Ngộ dâng lên khải trình cùng quý ngài, đáp lại lời tác bạch, chúng con xin đê đầu cung thỉnh trưởng lão hòa thượng Thượng Trừng Hạ Giác hiệu Từ Phong, viện chủ phương trượng chùa Linh Phong, thị xã Ninh Hòa, có đôi lời đạo từ cho tông môn chúng con. Xin cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh, ngưỡng vọng Tây Thiên truyền tứ thất, Đông Độ chấn nhị tam, Việt Nam truyền giáo truyền lực lịch đại tổ sư chứng minh. Chúng con thành kính khởi thủ cung lâm quý nhật, tự lâm tế chánh tông tứ thập tứ thế, húy thượng nguyên hạ đạt. Tứ thập tứ thế khai sơn nguyên ngộ tự, thượng nguyên hạ đạt hiệu nguyên nhân tổ sư chứng minh. Ngưỡng vọng tự lâm tế chánh tông tứ thập ngũ thế, trụ trì Viên Ngộ tự, trùng kiến Thiên Bửu tự, tổ đình Đức Hòa nhị tự, thượng quảng hạ thường tự ngộ tánh hiệu Hồng Đức hòa thượng chứng minh. Ngưỡng vọng tự lâm tế chánh tông tứ thập ngũ thế, kế thế trụ trì Huy thượng quán hạ chân tự ngộ tịnh hiệu Minh Hạnh hòa thượng chứng minh. Ngưỡng vọng tự lâm tế chánh tông tứ thập ngũ thế, trụ trì Trường Thọ tự Huy thượng quán hạ hòa tự ngộ trí hiệu Thanh Tâm hòa thượng chứng minh. Kính bạch hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa môn phòng pháp phái tổ đình Viên Ngộ, hôm nay toàn thể tông phong tứ chúng thiết lễ tri niệm đại ngũ thập chu niên đức đạo sư trở về với cảnh vân giới chân như. Chúng tôi mặc dầu hôm nay
đã lớn đã trưởng thành nhưng vẫn còn là bé bóng, vẫn còn là hàng hậu học đối với tổ. Cho nên chúng tôi về đây chung mừng cùng với môn phong pháp phái hiện tiền trong đạo tràng quá đầy đủ. Chúng tôi về đây đồng tiếc nuối một đức đạo sư đã vắng bóng. Chúng tôi về đây cùng thương tiếc một đức thầy đã dày công tạo ra ngôi Già Lam tổ đình Viên Ngộ đây. Kính bạch hiện tiền trong đại chúng, ngược dòng thời gian năm 1974, đại lão hòa thượng tổ sư Thượng Nguyên Hạ Đạt Thiệu Uyên Nhân, ngài được nhà Phật tử thường gọi là bà Đại A phát quản đại tâm cúng cái mảnh vườn này để cho hòa thượng kiến lập đạo tràng. Khi hòa thượng đã hứa khả thì cái duyên không lành tiếp đến, cho nên hòa thượng lâm trọng bệnh rồi hòa thượng đã xả cái bao thân. Người đệ tử mà hòa thượng đặt hết niềm tin trong thời bây giờ là có hòa thượng Thích Ngộ Tánh, hòa thượng Thích Ngộ Trí, hòa thượng Thích Ngộ Tịnh thời bây giờ, là một ông chúng hòa thượng đặt trọn niềm vào ba anh em để rồi kế thế cái bước chân của hòa thượng. Quả thật như vậy, hôm nay cái ngôi Già Lam này được trang nghiêm, được thăng hoa trên màu sắc của đạo. Mặc dù Đức Tổ đã trở về cảnh giới hư vô, tiếp đến ba vị cũng lần lượt ra đi, chúng tôi có cái cảm nghĩ rằng tăng ni và Phật tử của thị xã Ninh Hòa cũng gặp một cái nạn rất là lớn. Cho nên ba vị là người lèo lái con thuyền Phật pháp của huyện nhà, nhưng ra đi rồi thì chúng tôi vô cùng tiếc nuối. Thì chúng ta là những người còn lại hôm nay, không phân biệt là tôn phong hay là không tôn phong, chúng ta phải nhìn vào cái thời gian mà ba vị hòa thượng đã làm, đã sống, đã thực hành theo con đường Phật dạy, để chúng ta làm theo, để chúng ta cùng nhau đoàn kết, chúng ta đem hết cái tâm trí của mình để phụng sự chánh pháp. Mà chúng tôi nghĩ rằng một cách đơn giản, muốn báo ơn thầy tổ, muốn hoằng dương chánh pháp là không gì hơn hoằng pháp tăng thân vi tối trọng, lợi sanh đức nghiệp dĩ cư tiên. Là một vị xuất gia muốn đem chánh pháp để hoàn truyền khắp đó đây thì không gì hơn là cái thể của ông thầy cần trước nhất. Muốn đem cái tình thương Phật pháp để làm lợi lạc hữu tình không gì hơn là cái đạo đức làm đầu. Nếu một người xuất gia tăng thân không có, đạo đức không làm, thì dù mình có dưới mọi hình thức nào, cái đó cũng là sự luống uổng mà thôi. Cho nên một người đi xuất gia, ở trong kinh có dạy rằng
thanh tịnh oai nghi cúng dường chư Phật. Con người xuất gia mà không giữ gìn giới thể, không đem tinh thần hòa hợp để mà cùng nhau thắng tấn, thì chưa phải là cái việc cúng dường chư Phật. Cũng như ở đời, ta khuyên một người công dân, đất nước làm nguy thất khu hữu trách, nước nhà gặp con bỉ trách nhiệm gái trai chung. Dù người có tài không tài cũng có bổn phận và có trách nhiệm với đất nước, thì đất nước đó sẽ thăng hoa. Trong đạo, nếu như giới thể của mình không cố gắng thì cũng chính mình làm hư hoại Phật pháp. Chúng tôi nhìn hình ảnh của chư vị tăng hiện tại là hàng đệ tử của ba vị hòa thượng Ngộ Tánh, Ngộ Tịnh, Ngộ Trí, là một việc hiếm có ở trong Phật pháp của trên thế gian này. Không dễ giàu gì một người mà độ được hàng trăm người xuất gia. Cho nên đây là một cái việc hy hữu. Chúng tôi thấy mà thèm thuồng, thấy mà rất xúc động. Nhưng rất tiếc là người ra đi mặc dù tuổi trên 70 nhưng mà chưa phải là hết bổn phận, chưa phải là không làm Phật sự được, mà ngài ra đi để lại một hàng đập trò, mất đi hình bóng của bậc đạo sư. Tôi mong muốn các vị cố gắng vai kề vai, lòng chung lòng, để làm sao cái ngôi tổ đình Viên Ngộ này mỗi ngày ánh sáng Phật pháp lan tỏa khắp đó đây, thì chính cái đó là báo hiếu cho sư tổ, sư thầy của mình. Thôi chúng tôi không dám nói gì hơn. Chúng tôi về đây là một niềm vui mừng thấy Tôn Phong làm được một việc làm trọng đại. Có thể đánh dấu cái việc làm này mãi mãi cho hàng tăng ni và khắp các chùa, để chúng ta luôn luôn nhớ ơn Tổ, nhớ ơn Thầy. Mà có những trường hợp như thế này thì mới họp mặt với nhau, và có những gì chúng ta mới trao đổi với nhau. Đây là một việc làm vô cùng có ý nghĩa. Cho nên Phật tử không phải riêng về địa phương, mà khắp các miền xa nghe bổn tử làm điều này, Phật tử cũng tranh thủ thời gian và sắp xếp công việc về đây để tham dự cái lễ này, là một cái việc chúng tôi vô cùng tán thán. Xin nguyện ông trên gia bị và chư tôn đức môn phong pháp phái pháp thể khinh an chánh y song vận, chúc hết toàn thể chư tôn đức tăng ni luôn luôn thân cung tráng kiện, mạng vị bình an, Phật sự viên thành. Chúc quý Phật tử luôn luôn vun phân tứ nước cái cây Bồ Đề, để mỗi ngày cây Bồ Đề được phát triển, cành lá xum xê để che mát chúng sanh cho muôn loài trong những cơn trưa hè oi ả và những cơn nắng táp mưa sa. Có được như thế thì Phật pháp cửu trụ nơi cõi ta bà. Xin hồi hướng công đức này lên mười phương tam bảo chứng minh, lịch đại tổ sư chứng minh, sư tổ chứng minh và ba sư huynh cũng chứng minh cho chúng ta trong cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh hôm nay. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
trên chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ đã chứng minh hoan hỷ hứa khả và nạp thọ, lại còn ban cho chúng con những lời pháp nhũ vô biên, sắp tấn cho chúng con trên bước đường hoằng pháp độ sanh và tu tập chính bản thân mình để làm cho Phật pháp ngày càng xương minh. Chúng con xin thành tâm khắc cốt ghi lòng những lời giáo huấn của hòa thượng chứng minh và ý giáo phụng hành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường Đại Tăng Tam Bại. Chúng con xin đưa đầu cung thỉnh Thầy Nhật Thông khởi xướng Duy Na thực hiện nghi thức quá đường. Chiên đàn ái ngàn lo già danh thương gia vô tử màu lượng bố hương đòi đăng thanh lương chỉ tâm kiếm tượng những chủ kiếm tầm vương nam mô Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma 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 ma
Phụng Lô Lô Yên Mông Đồ Lô Đồ Lô Văn Trà Gia Đệ Ma Văn Trà Gia Đệ Đà 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 Ang
Mùng Đa Tô An Mùng Đa Tô An Mùng Đa Tô An Mùng Đa Tô An Phật Chế Tỳ Kheo Thực Tồn Ngũ Quán Tâm tạp thoại tín thi năng tiêu Đại chúng văn khánh thanh Các chánh hiền Nam mô A Di Đà Phật Cung thánh chư tôn đức tăng ni thọ trai A Di Đà Phật Hương thơm thanh khiết kính dâng lên Tam Bảo Phật Pháp Tăng sắc hoa ngọc lan tươi thơm pháp cúng dường tỏa ngát mười phương thành tâm chúng con tha thiết hướng nguyện hộ pháp xương mình độ chúng sinh linh đến nơi bờ giác cùng khắp nhân gian thoát khỏi mê lầm tâm hương trong lòng chúng con xin phát nguyện cùng tiến tu sắt son một lòng tin tâm hướng Phật Đà tuệ giác bừng khai dù cho biết bao gian khó vẫn kiên